Alo, chào mừng các cán bộ đã quay trở lại với kênh Tơ Burger và video ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với ARK. Đấy. À, được rồi, video này thì chúng ta sẽ đi bắt thú. Đấy, nhưng mà trước tiên là chúng ta sẽ cần xây một cái lồng anh em ạ. Chúng ta sẽ dùng cái con đại bàng này gắp mấy cái con thú như là cái con này này. À, gắp vào trong cái lồng rồi chúng ta bắt thôi. À, rất là đơn giản. Hôm nay thì mình có gọi là đi chặt sẵn mấy cái cây rồi anh em ơi. Chúng ta có thách vào gỗ, còn đá thì hôm trước mình có farm thừa khá là nhiều. Nếu mà bị farm thơm thì cũng không farm nhiều như là hôm trước nữa đâu ha. Hôm nay là cứ tha hồ mà chơi thôi. Hôm trước là mình farm khá là nhiều. Đâu ấy nhở? Đây đây. Đây đá đây, đá ở đây là có 200, 300, 400, 500, 600, 700 đá anh em ạ. Gỗ thì rất là nhiều luôn, thoải mái luôn. Bắt đầu nha. Đầu tiên là lấy đá ra, lấy gỗ ra này. Mình sẽ xây một cái bẫy với cái nền là 3x3, tức là chiều dài và chiều rộng đều là 3 ô nha anh em. Mình sẽ craft. Ôi, có khi nào thiếu không nhở? 3x3 là sẽ cần 9 cái foundation. Mình mới được có 6 cái à. Có vẻ như thiếu anh em ơi. Trời ơi, vẫn thiếu à. Mình nghĩ là hôm nay mình sẽ không phải farm nhiều, nhưng mà có khi là phải farm nhiều đấy anh em. 9 cái. Ở đây là có 6 cái là phải làm thêm 3 cái nữa. 3 cái này. Ok luôn. Đúng rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải làm cái này. Cái này là cái khung cửa đấy anh em. Cái này thì làm dễ nhất, nó chỉ cần có 30 đá thôi ạ. Làm được thêm 6 cái. Thôi. Thôi đi à. Hiện tại thì cái nhà mình ở đây, thế nên là mình sẽ xây cái lồng ở chỗ nào bây giờ? Bây giờ chúng ta sẽ xây cái lồng chỗ này thì nó khá là đẹp, nhưng mà mình tính là sau này mình sẽ mở rộng thêm một cái nhà ở đây nữa. Có thể là xây nhà kính hay là cái gì đấy, nên là mình sẽ không xây ở đây. Xây ở trên này được không ta? Xây ở... À, xây ở chỗ này đi nhở. Chỗ này trông cũng được ấy. Để mình xem có chỗ nào đẹp hơn không. Xây ở đâu đây? Ở trên đỉnh núi, thành ra là nó hơi kiểu mà hơi khó xây dựng anh em ạ. Địa hình nó hơi bị xấu ấy. Bởi vì đây là núi mà. Xây ở chỗ nào bây giờ? Xây ở đây thì nó hơi dốc, thành ra là khả năng cao là không xây được. Khó thế ta. Thôi được rồi, có lẽ là mình xây ngay ở chỗ này nhá. Bởi vì là mình không tìm được cái chỗ nào đẹp hơn á. Nhưng mà ở đây có cái chỗ này là trông nó cũng được nè. Nhưng mà nó cũng hơi dốc anh em ạ. Mình phải tìm được cái mặt phẳng thì mình mới xây được. Thôi bỏ tay luôn ấy. Không có cái chỗ nào để mà xây rồi. Có lẽ là xây ở đây thôi. Quanh đi quẩn lại không tìm được cái chỗ nào gọi là ngoài cái chỗ này. Bó tay luôn. Đây, chúng ta sẽ xây ở chỗ này luôn. Đấy. Ok chưa? Ôi, cái này đấy, thấy chưa anh em, thấy không? Nó không cho xây bởi vì là nó không được phẳng view á. Ở trên núi mà muốn xây một cái nhà là rất là khó đấy anh em thấy ấy. Rất khó. Ây da, nó không lắp vào à. Khó thế. Khó thật đấy. Ok, mình sẽ lùi ra. Không cho xây này. Khó thật. Ok. Có vẻ như là có thể bắt đầu xây rồi đấy. Ui, chỗ này không cho xây à? Ui, được chỗ này mất chỗ kia anh em ơi. Không ấy rồi, không ngon rồi. Chỗ này không phù hợp để xây nhà rồi. Nó không hợp để xây dựng ấy. Để mình xem là có cái cách nào để gọi là ở đấy, ngon. Vững cái này anh em ạ. Được anh em ơi, được, có vẻ như là ổn. Cái này chúng ta sẽ cần phải phá đi. Hay quá. Tưởng đâu là không xây được anh em ạ, vẫn xây được.
fix lại cái này đi à. Mình sẽ phá mấy cái này đi cho nó rộng. Ok, cái này phá đi à. Con chim này cho nó đậu ở chỗ khác. Đấy, đẹp luôn. Đấy, ngon anh em ạ. À, xây được rồi, xây được rồi, xây được rồi, ngon luôn. Ui rồi ôi, vậy mà mình cũng xây được, đúng là hay. Wow, bây giờ thì mình sẽ xây những cái khung cửa xung quanh. Đấy, điều này sẽ không cho cái con thú nó đi ra ngoài được, nhưng mà mình có thể đi ra ngoài được. Đấy, ok, có vẻ như phải đi farm thơm rồi anh em ơi. Nếu mà không farm thì không có đá đâu, phải có làm mới có ăn anh em ạ. À, thôi chúng ta đã đi farm rồi. Tập trước là mình farm hơi nhiều, là tập này mình cũng hơi ngại. Nếu mà mình đi farm nhiều tiếp ấy thì có vẻ như là nó hơi bị chán ấy. Nhưng mà thôi, cố gắng thôi chứ gần sao giờ. Nếu mà các bạn thấy hơi chán thì các bạn có thể tua những cái đoạn mà các bạn không muốn xem. Nó rất là đơn giản thôi đúng không? Chúng ta có nhiều cách để giải quyết. Mình chơi như này là đúng là sinh tồn rồi. Bạn nào mà coi video của mình mà nói đây không phải sinh tồn thì có lẽ là bạn ấy nên đi khám thần kinh. Đấy, nói thẳng như vậy luôn. Ờ, mình đói rồi. Có lẽ là quay vừa để làm miếng thịt anh em ạ. Ây da, hết thịt rồi, hết thịt rồi. Ờ, mình sẽ tăng quay đi ha. Ok. Yeah. Có cái nền là nó tốn nhiều đá nhất thì mình xây xong rồi. Bây giờ xây cái tường thì nó khá là nhanh thôi. Cái khung nó cũng chỉ tốn có 30 đá nên là nó khá nhanh, rất là nhanh luôn ấy. Ơ, hết thịt à? Ôi giời, hết thịt rồi, toàn toàn. Còn anh em ạ, à, hi hi, tôi vẫn còn thịt nha. Đấy, đầy đủ luôn, no luôn. À, mình sẽ mang theo nước. Còn đúng một bình đấy. Không sao, nó mà hết thì mình sẽ xuống xong rồi mình lấy. Nhưng mà đi hơi xa thôi. Để mình xem con này nó đỡ đâu à. Con này bây giờ mình xài chim là chính à. Mình sẽ đỡ này ở đây đi. À, tuy là cái chỗ này nó hơi chật hẹp ấy, nhưng mà nếu mình sắp xếp hay thì nó vẫn đầy đủ cái chỗ để mình chơi thôi. Ơ nhở, mình nên thiết kế một cái cầu thang nhở. Để mình xem nào. Có lẽ là làm ở chỗ này anh em ạ. Đấy, chỗ này đi lên là hợp lý này. Ok, chúng ta sẽ đi đập đá tiếp. Đập đá tiếp anh em ạ. Ủa, cái này không đập được. Không cho đập. Đây rồi. Ngày xưa mình cũng khá là chán cái việc phải đi gọi là đi farm như này, nhưng mà kiểu mình đi farm giết rồi mình cũng quen đấy. Không biết là mấy bạn ngồi xem này như nào, nhưng mà đúng là bây giờ mình cảm thấy cái việc đi farm nó khổ sở như này thì cũng bình thường à. Bây giờ mình có thể đi farm cả ngày mà không câu ca thì luôn. Nếu mà mình mà có câu ca thì chắc là mình câu chưa có thôi, chứ thật ra thì mình quen rồi. Đây này, mình farm giết rồi cũng quen rồi. Thì đây là game sinh tồn, vậy nên là chúng ta phải đi khai thác tài nguyên rồi đi xây dựng thì nó cũng đúng. Không cãi được không ạ? Có nhiều cái đúng là không cãi được. Mình sẽ đi về. Nó cũng gần nhà mà. Để xem cái chuyến này gọi là farm nhiêu đây là có đủ không nha. Tạm thời cái nhà mình sẽ tạm ngưng. Mình hôm trước mình tính xây cho nó xong luôn á. Nhưng mà cái chỗ này này mình không biết thiết kế như nào cho nó đẹp ấy. Tự nhiên bây giờ nó có cái cửa ở đây nó hơi vướng. Mình đang tính là mình sẽ thiết kế cái này nó lòi ra một chút, sau đó là sẽ có một cái lỗ để mình đi chui lên. Đấy, mình đang tính kiểu đấy, nhưng mà mình sẽ làm sau đi à. Bây giờ mình sẽ xây cái lồng trước. Đó, hôm trước là tính là làm xong cái nhà luôn đấy.
nhưng mà không biết là thiết kế kiểu nào cho nó gọn gọn một tí. Đây chúng ta có từ nãy giờ là được gọi là 1 2 3 4 5 500 đá anh em ạ. Nhiều phết. Ok. Làm cái cầu thang nhỉ? Ok luôn, làm cái cầu thang 20 cái khung cửa luôn ạ. Đủ anh em ơi. Cái chuyến farm vừa nãy là tôi đủ đồ đấy. Mình làm video này tôi cũng chia sẻ với anh em là mình sẽ không có cắt những đi những cái cảnh gọi là mình đi farm đâu, bởi vì là tôi nghĩ rằng là tôi đã phải mất công tôi đi farm như này thì anh em cũng phải gọi là ngồi xem tôi farm đấy, như vậy nó mới toại lòng nhau chứ đúng không. Bây giờ tôi phải chịu khổ, tôi chịu khó, tôi phải đi cày cuốc thì anh em cũng phải ngồi coi, gọi là ngồi coi tôi đi, gọi là đi cày cuốc chứ. Đấy, chứ bây giờ tôi cắt đi mấy cái cảnh đi farm thì thành ra là anh em lại coi nhẹ cái sức lao động của tôi đúng không. Tôi nói đúng mà, mình nói đúng luôn. Các bạn không biết mình cực khổ như nào khi mà đi gọi là đi khai thác đá với gỗ vào đây thì các bạn sẽ coi nhẹ cái căn nhà của mình. Các bạn phải xem những cái cảnh mình bỏ công bỏ sức ra đi farm ấy thì các bạn mới biết là cái căn nhà này rất là quý giá mới gọi là mới xây ra được. Đấy, thế nó mới gọi là chuẩn chỉ rồi. Nói cũng hơi nhiều bạn. Bây giờ là cái lúc mà chúng ta sẽ xây cái này, có lẽ là xây xong nhỉ. 20 cái khung gỗ cơ mà, à khung cửa. Mình không biết sao nhưng mà từ khi ngày xưa cái hồi mình chưa gọi là làm video mình nói ít lắm, mình là cái thằng mà nói ít nhất trong cái lớp học luôn, nhưng mà sau khi làm video thì cái mõm mình nó nói nhiều vãi lìn luôn ý, nhiều khi nó nói nhảm các bạn. Chắc là nó bị cái đúng nghĩa là gọi là bệnh nghề nghiệp nha các bạn. Đấy, xong rồi. Ôi, cái lồng nó chỉ cần như này thôi các bạn. Mình sẽ lấy con đại bàng gấp thú bỏ vào đây, mình đứng bên ngoài mình sẽ bắn nó qua cái khe này. Ok luôn. Đấy, nó chỉ như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ để xem nào. Mình thừa hai cái khung cửa. Mình sẽ làm một cái đường đi anh em ạ, để xem nào. Làm ở đâu cho nó hợp lý nhỉ? Có lẽ là ở đây chăng? Cái chỗ này là sẽ là cái lối đi ra hai bên đấy, thế nên mình xong xây ở đây mình sẽ xây nó dịch ở đây. Cái chỗ này ơi ngã rồi, leo lên nào, lên được. Mình sẽ xây ở giữa đi. Ok, ở đây nó đang là cái lối đi á, xây ở đây thì nó sẽ bị vướng, thế nên là mình sẽ xây ở đây. Mà cái này có khi không cần xây nhở, mình có thể là mà thôi vẫn nên xây cho nó đẹp ha. Có lẽ là mình sẽ phá đi mấy cái khung này để mình lấy đồ mình xây cái cầu thang. Đấy, phá đi để mà lấy đồ à. Xây thừa hai cái. Cầu thang thì cái này là cái bậc thang. Mình sẽ cần thêm đá, gỗ và thách. Vẫn không đủ à? Hai mình phá nhầm. Đâu có nhầm đâu. Trời sắp tối rồi anh em ạ. Cố gắng gọi là hôm nay ít nhất mình sẽ bắt được một cái con gì đấy cho nó vui vui. Có thơm gọi là thơm đá này. Ơi vẫn hơi thiếu rồi, vẫn hơi thiếu đá rồi. Mình sẽ đi farm thêm một chút nữa, một tí thôi anh em ạ. Nhở, cái con đuôi đây rồi. Cái con này hôm trước là mình gấp vờ nhau bạn, nó vẫn đang đi ở gần đây à. À, tôi sẽ bắt cái con này. Con này là cái con farm đá. Con này level 88 nha, cũng khá là ok. Đấy, mình cứ thả vào đây là nó sẽ không có đi đâu được. Đấy, đó là lý do mà mình xây cái lồng này. Mình đứng bên ngoài mình bắn nó. Khá là hay luôn. Ôi, cái con đại bàng nó kiểu như là một cái con gì đấy mà nó công năng gọi là siêu việt nha các bạn. Cái con đại bàng ấy, nó đánh nhau giỏi mà nó chở đồ tốt mà nó gắt thú cũng ngon nữa. Mỗi tội là bay hơi chậm, ngoại hình thì cũng đẹp, biết hồi máu luôn đấy. Nói chung là nó còn chứa được cả đồ đây này, thế nên là các bạn có thể thấy là cái con đại bàng nó rất là cái con gì đấy mà gọi là rất hay các bạn, công năng siêu việt. Ê, đi đập cây làm gì, đi đập đá mà quên. Mình sẽ đập metal luôn cho nó sang các bạn. Đập metal nó ra đá. Ok thôi đi vào các bạn. Đợi xem nào, cái cầu thang của tôi là xong rồi đấy.
Ok, hoàn thành nha bạn. Tôi mà xây là tôi xây hẳn cầu thang đàng hoàng luôn. Xây rất có tâm bạn, không phải xây cho có đâu, xây rất là tâm huyết luôn ấy. Đừng có đùa. Đấy, lần này chơi một... không có cái thằng nào ạ. Mình cam đoan là không có cái thằng nào nó dở hơi như mình ạ. Trèo lên núi để mà gọi là xây cái nhà ạ. Đấy. Hợp lý không? Đó, tí nó cắm thêm cây đuốc ở đây cho sáng nhở. Mình sẽ lên làm cây đuốc à. Không có cái thằng nào nó chơi cái game này mà nó dở người đến cái mức mà nó lại đi xây nhà trên núi như này cho nó khổ các bạn. Thì coi như là một cái trải nghiệm mới đúng không? Các bạn chơi xây nhà bên ngoài bờ biển nó cũng giết rồi, nó cũng quen, nó cũng chán rồi, cho nên là mình sẽ chơi nó dị dị một tí. Ok, mình sẽ đốt lò lên cho nó sáng. Ôi cái gì đấy? Đi qua đi lại mà bị kiểu mà bị cháy chân này. Đợi mình chuẩn bị vậy, mình sẽ bắn xỉu cái con đuôi kia. Tân mơ đâu hết rồi nhỉ? Tân mơ. Thì thối bây giờ mình có khá là nhiều ấy. Các bạn nhớ cái hôm đầu tiên mình qua cái núi này không? Nó khổ khổ sở không biết nói gì luôn ấy. Hôm nay thì nó khác rồi. Hôm nay là mạnh hơn rồi bạn. Chúng ta có 63 cái mũi tên mơ. Thế còn trái cây thì mình đang chắc là mình thiếu trái cây rồi. Con kia ăn trái cây bạn đúng không? Không có trái cây thì không bắt được. Hay là mình về nhà cũ nhỉ? Ok, hay là mình làm một chuyến về nhà cũ không ạ? Cũng được, cũng gọi là cũng cũng mình đang tính là mình sẽ làm cái quả cầu phong ấn. Nếu mà mình làm được cái đó thì mình có thể là đem được cái con chi ke ở bên nhà cũ vào đây. Để xem nào, mình sẽ cần có polymer à, Crystal Fiber da thú với sắt oil mình có, nhưng mà polymer thì mình không có rồi. Khó thế, thiếu mỗi cái polymer. Thôi mình sẽ lấy con đại bàng mình bay về nhà cũ, sau đó là mình sẽ gắp cái con mo chóp lên đây à. Ây à, khó thật đấy. Hôm nay chúng ta coi như là quay lại nhà cũ thăm anh em ạ. Về nhà cũ thăm. Xem có cây đuốc nào không ta. Không có à. Đuốc mình ở đâu hết rồi mà lại mình Đây, ok đây rồi. Thôi đi à, mình sẽ về nhà cũ lắp đem cái con mo chóp lên đây. Là chim đâu rồi? Đấy, hôm nay không phải đi farm nữa thì lại phải đi về nhà cũ anh em ạ. Nghe có vẻ nó hơi bị gọi là đuổi nhở, nghe nó hơi chán nhở. Ok, để mình xem là bản đồ đâu rồi. Đường này là đường về nhà cũ này, cũng không quá xa đâu bạn, cũng không quá xa đâu. Tối đơm vãi chưởng luôn này. Cây đuốc nó phát sáng nhưng mà nó chỉ sáng được mỗi con chim mà không thấy đường luôn ấy. Nhưng mà từ từ à, có cái thính này này, tôi sẽ qua tôi lấy thêm nó cho gì đây. Hy vọng là cho cái đồ xịn một tí. Đấy kia kìa. Ok, tôi tới đây. Ồ, cái gì đấy? Có con gì đang cắn nhau anh em ạ? Con cano à? Ây da, không biết lấy được cái thính này không mà thấy cắn nhau kinh lắm. À, đó là một đàn Allosaurus anh em ạ. Nhanh 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 nhanh. Lấy nhanh. Ôi rồi ôi, đồ cùi anh em ơi. Tưởng nào đồ cùi. Nó cho mình gì ấy? Nó cho mình cái yên của cái con Charlie. Cái này cái bản vẽ rồi. Ủa ôi, cái gì? 500 sắt. Cái yên này 60 giáp nhưng mà cần đến 500 sắt thôi, vứt. Không nói nhiều nhá. Cái gì đấy? Cái con kia là con kiến nhưng mà nó biết bay ấy, nó qua nó cắn mình. 500 sắt thì thôi. Nói chung là thính cùi anh em. Nhiều khi mình gặp thính mình cũng chả muốn lấy nữa tại nó toàn đồ cùi. Đường về nhà cũ. Trộm không anh em, trộm không? Tôi không biết là anh em có hiểu ý tôi không nhưng mà trộm chứ.
Đi. Chỗ này là có mấy cái tổ để mà chúng ta trộm ấy. Trộm luôn. Sau này thiếu xi măng thì khỏi phải đi tìm. Đâu nhỉ? Mình nhớ. À đây 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 đây, đây rồi, đây rồi. Ok luôn, ok ok luôn nhá. Ừ. Có anh em ạ. À. Nào. Ui giời ơi nhiều lắm. Trái. Nó đâu, nó đâu, nó đâu? Không thấy nó đâu anh em ạ. À, có hai cái tổ anh em ơi, có hai cái. Hay đấy, có hai cái tổ anh em ơi, ngon. Thấy chưa anh em ạ? Mắt tôi tinh lắm anh em ơi, đừng đùa, mắt tôi ngắm gọi là ngắm gái hơi bị kinh luôn. Mấy cái này không là gì đâu. Ơ, toàn gỗ, thôi vứt đi. Không thèm anh em ạ, bỏ đi. Cái kia toàn gỗ ạ. Nhưng mà hình như là mấy con hải ly nó đi đâu rồi, nó đi under hay làm gì á, không thấy nó đâu hết. Ờ, nhưng mà thôi mình không ở đây nữa, mình đi đây. Lên level à. Mình sẽ tăng stamina. Đi sang bên kia là chúng ta vừa đến nhà cũ rồi. Ok nu. Nhớ nhà vãi lìn. Mấy hôm đầu hiểu không, mấy hôm đầu lặn lội ở cái khu sông này ấy, bị cá cắn đánh với lại Spino. Bây giờ tôi quay vào đây bao nhiêu kỷ niệm. Nhớ cái hôm bay dù sang bên này anh em ạ. À, vừa thăm nhà rồi, vừa thăm nhà. Mấy tập ở không gọi là không gặp mà nó như kiểu mấy năm ấy. À, con này nó hết xăng. Nhanh lên nào. Nó hồi hơi lâu anh em ạ. Đói nhồi, vừa thăm các em nào. Ui dồi ôi, vẫn gọi là như ngày nào nhờ. Đấy. Vừa thăm bọn này anh em ạ. Nhà cũ. Đâu? Cái bóp đâu? Ui, cái thịt cá vẫn còn này anh em. Xem có cái gì có thể là gọi là chấn lột thì mang đi ha. Chi tin anh em ạ, chỗ này có chi tin và lại một ít xi măng. Ngoài ra có cái artifact. Hết rồi, nhà cái nhà đầu game của mình thì cũng không có nhiều đồ ngon đâu. Còn gì không nhở? Không có gì hết. Tại lâu lắm rồi mình không nhớ nữa. Ok. Thôi rồi, nhà này bây giờ không có gì nữa anh em ạ. Nghèo. Nói chung là nghèo. lên 4 cấp à. Có lẽ mình sẽ mang con này đi ra thấy con này mạnh hơn này. Đấy. Bỏ mấy cái này ở lại đi. Ok, mình sẽ gấp nó theo. Thôi, ta vào thăm bọn mày nha. Ok, ở đây khỏe nha. Ta đi đây. Ồ, và sao con này có level 36 anh em. Mình gấp con 70 đi chứ. Từ anh em ạ, con này level 70 khi là ngon hơn ấy. Mình sẽ mang con mạnh hơn 2000 máu luôn. À, con này ngon hơn nè. Mình cứ lấy con level cao mà mang theo thôi. Ok. Mình có 3 con hà mã. Đi. Ai gấp nó theo ạ. Trông hà má mặt nó ngáo vãi lìn luôn. Trông kìa. Mình nhớ là còn con chi ke ở trên núi mây tổ. Nhưng mà thôi, mình không mang nó theo được đâu. Mình vẫn sẽ đỡ nó ở trên đấy. Sau này có gì thì chúng ta quay lại đón nó à. Đấy. Đâu nhờ, để mình xem đi hướng nào cho nó chuẩn nào. Hướng này. Yeah. Cái bản đồ mà mình mới khám phá được có một gọi là một phần năm anh em ạ. Mới khám phá được 1/5. Thật ra cái bản đồ này mình chơi nát rồi các bạn. Cái bản đồ này mình thuộc mát rồi luôn ấy. Mình thuộc bản đồ này rồi, nhưng mà lần này chơi thì mới khám phá 1/5 thôi. Ok. Ồ, để ý không có hết xăng giữa cái đầm lầy này là toang á.
toàn luôn thật. Đâu ở nhà mình đâu nhỉ? Tối quá mình không thấy gì, thấy toàn cây à? Nhà của mình ở trên cái đỉnh núi cao nhất, vậy nên là chắc là kia rồi. Mình có thể xem bản đồ để mà biết cái nhà ở đâu, nên là không sao đâu. Ồ, sắp hết xăng rồi. Vẫn chưa thấy nhà đâu, nhưng mà xăng thì sắp hết rồi đấy. Ây da, có khi phải hạ cánh anh em ạ. Có chỗ nào an toàn không? Tối thờ luôn mà không thấy cái gì luôn, đen xì luôn này. Mắt của mình thì mình tự tin à, nhưng mà đen xì luôn, không thấy cái gì. Có an toàn không đấy? Mình nạp xăng thế thôi à. Xung quanh là không thấy một cái gì các bạn, đen xì luôn. Đi. Thì thôi. Sau này mình sẽ xây nhà trên cây anh em ạ. Sau này khi mà giàu rồi thì chúng ta sẽ làm nhà trên cây. Thì mình thì mình thích làm nhà trên cây, nhưng mà cái game này làm nhà trên cây nó kiểu như là nó không kiểu như là nó không có một cái gì đấy để mà chúng ta có thể là đi lên đi xuống cho nó dễ dàng ấy. Thì làm nhà trên cây nó rất là cao ấy, xây ở trên cái cây nó cao, thành ra là mỗi lần đi lên đi xuống nó, nếu mà mình làm thang mình đi lên đi xuống thì nó rất là chán, bởi vì là nó dài lắm. Còn nếu mà bay bằng chim thì suốt ngày phải bay chim lên thì nó cũng hơi đuối. Có một cách nữa là chúng ta làm thang máy, nhưng mà đồ tốn lắm anh em ạ, đồ điện mà làm thang máy là tốn nhiều tài nguyên lắm. Nhưng mà được rồi, mình vẫn sẽ làm mà. Mỗi khi mình chơi mình cũng hay xây mấy cái nhà trên cây, nhưng mà có bao giờ mình ở trên đấy hoàn toàn đâu, vẫn ở trên mấy chỗ khác à. Nên là mình cảm thấy nhà trên cây nó có thế nào mình không biết nói sao nữa. Ồ, hay à. Ok, mình sẽ đi farm. Yeah. Đấy. Wow. Ok. Hà má gặp cỏ. Ok. Lên level luôn. Hay. Hết rồi, chỗ này hết rồi. Còn ở đâu không ta? Đây 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 đây. Được 118 anh em ạ. Được, ngon. Có metal, à không, có fiber luôn. Đầu game mà bắt được con này là kiểu mà tuyệt vời luôn các bạn. Đến bây giờ mình level 80 mấy mình vẫn đang dùng con này này. Đầu game mà bắt được con này là tuyệt vời luôn. Con này đúng là cái kiểu mà ngon hơn cả chi ke các bạn. Con này nó thua hơn chi ke, cái là nó không đánh nhau được thôi. Chứ còn con này nó farm được fiber ấy, mà chi ke không farm được. Thua đúng cái khoản gọi là không đánh nhau được thôi ạ. Ok. Wow. Cắt đàn mình cắt đồ đây. Đâu nhở, nãy mình đỡ đạn ở đâu nhở? Sẽ ra mình bắn cái con đuôi đến lúc mà chúng ta cần phải đi đi bắn nó xỉu ở đấy. Đâu nhỉ? Đây rồi. Ok, đi thôi. Trời vừa sáng bạn. Đúng kiểu như là ban đêm mình đi làm việc việc cá nhân ấy, ban ngày chúng ta làm chính chuyện. Đấy, làm những cái việc quan trọng. Mình sẽ bỏ cái cây đuốc vào đây. Yes. Ê, lấy nhầm súng. Lấy nhầm cây shotgun. Bây giờ phải stop và bắt siêu. Đấy, con này thì bạn nào mới chơi á thì nên bắn vào phần đầu nha, thì nó mới gây mơ. Còn nếu mà bắn vào cái vỏ của nó thì nó không xỉu đâu. Bắn vào phần đầu hoặc phần đuôi. Ây da, nó ấy, nó hơi ấy ta.
Đấy. Dễ nhở. Bây giờ cứ đứng đây mà bắn thôi, có gì đâu. Đơn giản anh em ạ. Nhưng mà con này nó bị ngu ấy. Nó không đánh mình đâu, nhưng mà nó cứ đánh vào trong cái tường ấy. Nó không phá được đâu. Con này nó không phá được đồ đá nên là thoải mái thôi. Ok. Đấy. Ồ. Sao? Muốn gì? Ồ, nó quay ra đánh mình hay sao ấy? Từ từ nào. Chưa bạn, nó con này nó bị ngu rồi, chắc là do nó đập đá nhiều ấy. Đây này, mình đứng đây mình bắn nó à, nó cứ phá cái tường thôi, nhưng mà đâu phá được đâu. Vãi nồi. Ngu rồi các bạn ơi, cái này ngu rồi. Chạy làm gì, chạy làm gì. Châu phớt ấy, bắn từ nãy giờ. Ô, nó dí. Dí thế nào được. À, nó xỉu rồi bạn ơi, nó xỉu rồi. Ô, chưa. Ôi, chưa xỉu bạn ơi, chưa xỉu nè. Ờ, nó bỏ chạy rồi. Chưa xỉu nè. Xỉu đi cưng ơi. Chưa xỉu nè. Ờ. Mình đang căn không có, nó bị mất máu, nó mất level các bạn. Chưa xỉu chúng tôi. Ơ, xỉu rồi. Hí hí. Bây giờ lấy trái cây ăn thôi. Ngon lành luôn. Đó, bây giờ mình đi tìm ăn kilo nha các bạn. Mình bắt được con đuôi rồi. Bây giờ thiếu con ăn kilo để farm metal nữa. Con kia để farm đá. Hí hí. Đây mình có trái cây rồi. Đấy. Đẹp luôn. Ăn đi em ơi. Đó. Tập này có thành tựu mới nha các bạn, không phải gọi là như tập trước cứ đi farm. Ok. Ờ, phải farm chứ, cãi nào được, phải farm thôi. Ai. Bây giờ là mình đi tìm một cái con, gọi là cái con cái gì đây? Tìm cái con ấy à, con ăn kilo, đúng rồi. Con đấy thì nó cũng có khá là nhiều ở cái khu núi này, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ tìm được thôi. Dạ, yeah, nhưng mà level cao một xíu à, level thấp thì chịu. Ok. Raptor à. Xem nào. Ui dồi ôi, con kia bắt lâu lắm với bạn ơi, 1,7% kìa. Trời ơi là trời, 1,7% đấy mấy ông ơi. Lâu vừa thôi chứ sao lâu vậy. Ôi là trời. Có 1,7% thôi các bạn, nó lâu vãi trưởng luôn. Cái này xem như nào ạ. Cái này nghe có vẻ như là hơi khó. Lâu vậy. 1,7% như này chết mình mất. À, 3,5 rồi. Mình nghĩ là nó lên ít phần trăm nhưng mà nó ăn nhanh quá. Đúng không? Mình cảm giác là cái con đuôi này là nó ăn một lần chỉ được có 1,7 thôi nhưng mà nó ăn rất là nhanh. À, mình nghĩ thế. À, có mấy con bọ cạp này không ạ? Mình cần bọ cạp lấy chi tin. Họ được có 19 cái à. Không có con ăn kilo nào nhỉ. Ui Siret bạn ơi, Siret đang ui con này sắp chết rồi, ui nó chết luôn này. Ôi con nào nó chết à? Con nào nó chơi cả Siret nhỉ? Ồ, hình như là hai con Sabertooth. Để mình xem con này là. À, chắc là nó đánh nhau với cái bọn đuôi này rồi. Này, khả năng cao là vậy á. Có hai con bạn ơi, chỗ này có một con nữa. Con này level 12. Ồ, mấy con đuôi nó mạnh vậy ta. Chỗ này lại có một con này.
16. Cái gì vậy? Sao toàn level thấp vậy? Cay thật. Oh, mình vừa thấy anh T-Rex đúng không? Để mình xem. À đây đây, T-Rex đây. Ui rồi ôi, T-Rex level 4 à. Con này cu. Con này sao đây? Level 44. Sao mà mấy con này yếu thế? T-Rex nó mạnh ấy, nhưng mà level thấp nha các bạn. Ôi là trời. Chịu luôn. Xem là con này là như nào đây. Ôi dồi ôi, nó bị cái cục đá nó chắn mà. Đây là một cái con khủng long máy. Con này là con Stego. Nó đang... Ôi nó chết rồi. Ôi nó đánh nhau với lại một bầy linh cẩu ấy. Nó chết mất tiêu rồi. Mà mình thích gọi nó là chó hơn. Nhưng mà mình không tìm một con ăn kilo nào hết. Nó khá là buồn ấy. Bây giờ sao đây các bạn? Mấy con ăn kilo nó sao ấy, chả thấy nó đâu ạ, chắc là sợ rồi. Ôi là trời ạ. Mình cũng đang cố gắng phấn đấu để làm cái này làm cái kia, nhưng mà số mệnh nó không cho phép rồi các bạn. Mình chả thấy con ăn kilo nào hết. Đuôi thì gặp 4 con từ nãy giờ, không hiểu. À đây có một con này. Đây đây rồi, ngon ngon anh em ơi. Đây đây đây, level mấy, level mấy? Level cao, level cao. Ôi rồi level 16 anh em ơi. Sao mà mấy con này hãm thơ. Thôi để mình giết cái con này nhá. À mình hết ấy rồi. Mình hết Tavina. Chơi đây. Tavina đứng xuống đánh nhau luôn. Thật. Chơi nó luôn ạ. Mình cứu cái con Ankylo nha. Tại vì nó, mình nghĩ rằng nó là cái sinh vật sắp tuyệt chủng rồi. Đi tìm cả khu mà có một con à. Nên là mình sẽ cứu nó. Ơ nhưng mà mình nghĩ con này khó sống lắm. Nó sắp chết rồi, nó chảy máu rồi kìa. Ôi là trời ạ. Ờ mình giết được hai con kia rồi. Ôi giời ơi, con đại bàng nó xuống rồi. Con này thì sống thế nào được. Vẫn còn sống nha bạn kia kìa. Cố gắng cứu nó à. Ok, tôi cứu nó luôn. Sợ gì. Cổ vai linh. Đừng nó ra đây, ổn nó chết. Chắc nó chết quá. Rồi nó đi luôn, hay. Rồi nó chết rồi, thôi mình cũng phán đây các bạn. Chị thua. Tôi cũng bó chim với cái tình trạng này nghe. Thôi đi các bạn. Trời sáng rồi này. Trời sáng từ vừa nãy nhưng mà nó bị sương mù ấy. Bây giờ nó mới sáng hẳn. Khá nhở. Mình không gọi là không thấy một con ăn kilo nào hết. Vẫn dĩ theo mình kìa. Vừa thôi cho người ta gọi ấy chứ. Nó vẫn đang dí theo mình kìa các bạn. Bó tay nó luôn. Nắm đại bàng thế nhở. Thôi mình vừa các bạn ơi, mình bó tay rồi. Mình không tìm được cái con Ankylo nào hết. Nhiều khi các bạn đần câu mình bắt con này con kia. Nhưng mà vấn đề là phải tìm thấy nó kìa. Không tìm thấy sao bắt được. Thôi vờ các bạn. Tôi cảm thấy bất lực. Khan hiếm quá, khan hiếm quá. 12. Lại tỏ một con level 12 ở đây. Thôi vờ. Con kia từ nãy giờ được 12% nha các bạn. Ê, con T-Rex này. Biết đâu nó level cao. Ui giời ơi, chọc mù mắt tôi đi. Sao lại là level 12 tiếp. Tôi không biết nói gì thơm anh em ạ. Cái núi này nó bị cái gì ấy. Lời huyền level 12 à. Lời huyền level 12 rồi. Cãi thế nào được. Con đuôi này sao đây. Con này level 36. Tưởng đâu lại 12. Thôi vờ bạn. Đợi mình vờ nhà. Ơ nhở. Cái gì đấy. Sao con chim này bây giờ mình thấy nó hơi gọi là hơi yếu nhở. Thôi chúng ta không tìm thấy cái con gì thì nó càng chứng minh một cái quan điểm của tôi. Đó là tôi đã từng nói với anh em là bây giờ chúng ta đi săn này sẽ không bao giờ tìm thấy cái con mà chúng ta muốn săn đâu. Nhưng mà nếu chúng ta chơi bình thường gặp chúng ta mới bắt thì ok. Đấy.
Bây giờ mình không đi tìm đâu. Bây giờ kiểu mà mình gặp thì mình bắt thôi chứ mình không đi tìm bạn. Bây giờ mình sẽ chuyển sang đi làm đồ điện nha. Đấy. Ở cái bàn này mình để đây thì hay là đi xây nhà đi. Ừ. Để mình đi xây cái nhà. Được đấy. Mình sẽ đi xây cái nhà. Cái chỗ này mình sẽ xây lại nha bạn. Tìm không thấy thú thì chúng ta đi xây nhà thôi. Ok. Xây nhà này. Hoàn thiện nốt căn nhà nha. Đấy. Đẹp luôn. Mình sẽ xây cái ke linh. Đúng rồi, mình sẽ xây cái ke linh hai cái. Làm này bị vướng rồi, khó chịu nhở. Thế mình sẽ phải xây rộng hơn nữa à? Đúng rồi này các bạn, xây dại mình sẽ phải xây nó dài ra hơn nữa. Thôi, xây luôn ha. Ừ, cái gì đây, vướng cái gì đấy? Ok. Để mình đi gom đồ vậy. Đá này, gỗ này, thách này. Cái này phải đi đập đá rồi. Con này nó bị gì ấy, nó cứ kiểu mà nó cứ khua khua cái tay đấy. Phơ đồ hả em? Trong nó kìa. Đấy, nó cứ kiểu. À, chắc là dưới này có cái cây cỏ các bạn. Con này ăn cỏ mà. Thế nên là chắc nó đang với cái cây cỏ. Nhưng mà nó đang bị cái nền nhà nó vướng ấy. Nó không có đánh xuyên qua được. Nó không hái được. Chắc là như vậy. Chỉ có thể là như vậy thôi. Cái linh này. Đấy. Cho hết vào đây. Xây nốt cái phần cửa đấy là xong. Mình có nên tăng cái ấy không nhỉ? Mình đang nghĩ về việc là có nên tăng cái tốc độ tem thú lên không ấy. Bây giờ mình đang đỡ mặc định nha các bạn. Đang đỡ mặc định là một ấy. Tức là mình đỡ nguyên ban đầu luôn, không có tăng hay là không có giảm gì hết. Mình thấy bắt nó hơi lâu các bạn. Mình thì mình chơi thì mình cứ chơi thôi, nhưng mà mình sợ các bạn ngấy ấy. Kiểu mà bắt một con thú mãi mới xong ấy. Cái này mình hỏi vậy thôi. Ok. À thôi đi à, mình cứ đỡ như vậy đi à. Coi như đây là một cái thử thách. Đấy. Nếu mà mình chỉnh thì nó sẽ không hay nữa, nó mất đi cái độ khó của game ấy. Ừ. Nó làm cho cái giá trị của một cái con thú mình bắt vừa nó không có nhiều ạ. Bây giờ mình bắt nó rất là lâu, phải đợi như này thì nó mới có giá trị. Mình sẽ nghiêm túc hơn khi mà sử dụng nó, chứ không phải là kiểu thích thì bắt. Đấy. Nếu mà bắt nó dễ quá thì thích thì bắt, thích thì không bắt. Rồi. Nhiều đây được chưa nhỉ? Chắc là vẫn thiếu đấy. Để mình farm thêm. Ôi giời ơi. Con này con vừa nãy level 36. Lại đi đập đá rồi anh em ơi, nhưng mà mình quen rồi. Nhưng mà nhiều khi mình không biết nói gì luôn. Đây này, bây giờ cứ đi farm này thôi, có nói gì đâu. Ừ nhỉ. Vừa nãy mình có nói về vấn đề gọi là thang máy đúng không?
Đúng rồi, cái game ARK này là có thang máy cho các bạn, nhưng mà mình chưa bao giờ làm. Đúng rồi, lần này chơi là tôi quyết tâm là tôi sẽ khám phá hết những cái gì mà tôi chưa bao giờ làm trong cái game này anh em ạ. À, anh em hãy nhớ cái câu này của tôi nhá, nếu mà sau này mà tôi có skip á, tôi có gọi là tôi có bỏ cái phần nào á, anh em cứ nói lại cái câu này của tôi á. Phải thế chứ, nó không là tôi ấy đấy, tôi bỏ ngang đấy. Mấy cái thang máy là tôi phải chớ hết ra để xem nó như nào mà. Ok. Rồi. Mình chơi kiểu này là bố của sinh tồn luôn thật. Bố của sinh tồn mà. Không cãi được. Sao mà cãi được? Quá chuẩn. Mình sẽ tăng vào ở đây đi ha. Mình sẽ tăng lên 30 điểm thôi. 40 điểm là ok đấy. 40 điểm là cao rồi, 30 điểm là bình thường. 26% rồi ạ. Ok, mình nghĩ là phải tập sâu mới bắt xong cơ, lâu lắm. Đấy, tôi mới biết được là để mà sở hữu một cái con đập đá là nó khó như nào ạ. Thời gian công sức mà chúng ta bỏ ra đấy, giá trị nó rất là cao, nó không có bị mất giá. Đấy. Ok. Ôi nặng thế nhở? Nặng vừa vừa thôi chứ, nặng này ai chơi? Ok, xây cái này. Đấy. Ây à, chặt thế nhờ. Bay lên nào. Ôi bị kẹt luôn, nó nặng quá. Không đi được. Giờ mình xếp lại chỗ à. Con này đi ra đây đi. Hey, phải làm cái cột ở đây rồi. Giờ mình chống cái cột. À đây là mình làm rồi. Kiểu mình biết trước, mình làm trước luôn cái cột đây này. Chống cái cột ở đây thì nó mới cho xây. Ây à, cục metal này khả năng cao là cho đi rồi các bạn. Nó vướng quá. Cho đi luôn đi. Yeah. Ôi nặng thế. Bỏ cái này ở đây đi. Đấy, tạm thời bỏ đây. Các bạn thấy nó hơi cồng kềnh đúng không? Nhưng mà thôi mình thích mà, cứ cậm mình đi. Các bạn nói sao cũng được, nhưng mà mình khoái mình cứ làm thôi. Ây à, nặng rất nhở. Nặng vừa thôi chứ. Ồ. Tí nữa mình cho bạn xem setting nhá. Có bạn nào mà nghi ngờ tôi là tôi không có tôi nói phét là ấy đấy. Tí nữa mình cho bạn xem cái setting của mình. Ồ, đúng rồi đấy. Ui. Mình xây kiểu này các bạn. Hè hè, ok luôn. Đấy, nó sẽ lại rộng ra một tí nữa. Chỗ này nó có cái cây nó xiên vào trong cái nhà mình hơi buồn cười, nhưng mà thôi mình cứ để đây nha. Cho nó dị tí cũng được. Hí hí. Cái cây này bền không ạ? Tôi chắc chắn với mấy ông nhá. Những cái thằng khác mà chơi ARK, một là nó không lên núi làm nhà, thứ hai là nếu mà nó có cái cây này cạnh nhà là nó chặt. Tôi chắc chắn là nó chặt. Nhưng mà tôi thì không. Đấy, thế nó mới gọi là đẳng cấp. Đấy, tôi chắc chắn luôn thằng nào mà có cái cây cạnh nhà như này nó chỉ có thể chặt đi thôi. Cảm giác nó ngứa mắt mà, nhưng mà tôi không anh em, tôi yêu thiên nhiên, thế nên là cái cây này nó sẽ trường tồn anh em yên tâm nhá. Cây này sẽ là gọi là cây bất tử luôn, chẳng có thằng nào chặt được. Tôi không chặt. À, nói thẳng luôn.
Bây giờ mình sẽ cần lấy thêm đồ ra. Đấy. Nhìn vướng vướng là đòi chặt ngay, nhưng mà thôi mình không chặt rồi. Thớ mới gọi là kinh, chứ thớ mới gọi là gắt. Ok. Wow. Cũng hay không ạ. Mà đúng là cái cây này nó vướng thật. Nhưng mà thôi, lỡ nói rồi không chặt đâu. Ôi cái gì đây? Sao lại xin lên đây? What? What the fuck? No, sao lại xin lên này? Một cười nhỉ. Nó bị xiên lên đúng không ạ? Không sao, không sao. Ồ, nó cứ bị xiên lên là nào nhỉ? Buồn cười vãi. Đừng có xiên lên chứ. Ôi là đợt. Sao vậy trời? Nó cứ bị xiên lên này. Mình đang cố gắng đây. Không được rồi. Nó bị cái gì ấy? Nó bị ngáo rồi các bạn. Cái gì á, mình chịu luôn ấy, sao nó cứ lòi lên ta. Ok. Để mình lấy narcotic ra, mình đang nghĩ nhưng mà không ra nhỉ. Narcotic đâu rồi? Còn không ấy chứ. Thôi mình quay ra làm narcotic nha các bạn. Có vẻ như là mình sắp cạn narcotic rồi. Cạn luôn rồi ấy chứ. Nếu mà làm narcotic thì sẽ cần narcoberry và trái đen. Đây trái đen đây và thịt thối. Narcoberry là trái đen mà. Nói nhầm các bạn. Nó là một á. Trái đen nè. Trái đen vừa nãy mình có lấy rồi nhưng mà đỡ đau ấy nhở. Không có cái con kia nó sắp đỉnh rồi. À trái đen đây. Đây rồi các bạn. Với lại là cần thêm cái cối đá ở đây rồi. 26 lọ. Cái chỗ này mình đang phức tạp cái là sao nó không ấy ta. Ơ quên là cái phi ke rồi. Cái trụ đá. Đang phức tạp cái chỗ này chứ. Đây rồi. Đem qua cho con kia bú à. Này con này này. Đấy, cho nó ăn không có là nó tỉnh lại là mệt á. Ok, 43% rồi các bạn. Nhẹ nhàng. Tập sau rồi, có lẽ là tập sau mình mới xong anh em ơi. Tập sau mình đang muốn làm cái phần này nhưng mà sao nó cứ thế nào ấy.
Mình làm nó cứ bị gặp vấn đề là sao? Buồn thế. Bên này mình xoay được nè, có sao đâu. Bên này hay là do vướng cái cây nhở? Ôi đợt. Thôi nhá, mình đang ấy mà sao lại vướng cái cây thì buồn lắm. Không lẽ mình phải chặt cái cây? Chắc là nhiều bạn cay lắm á, thấy cái cây nó ở đây là chắc cũng cay lắm á. Ôi rồi mình không chặt cơ, để đấy cho nó gọi là cho nó buồn cười, cho nó dị dị. Hết metal này cho vào. Đây. Nó không có gọi là ấy theo ý mình muốn ta. Bó tay nó luôn đấy. Đúng rồi, khả năng cao là vướng cái cây nha bạn. Ôi nó vỡ cái kia rồi. Ôi nó bay kìa các bạn. Trời ơi là trời. Bó tay. Khó thế nhở? Tại sao lại không được chứ? Tại sao? Tại sao mà tôi lại không thể làm theo ý tôi muốn nhở? Tôi đang gặp vấn đề gì vậy? Dị thật đấy. Cái cây này khả năng cao phải chặt quá. Cố gắng anh em ạ, không chặt. Tôi vẫn gọi là không chặt. Nó cứ bị cái gì ấy, không biết luôn. Đấy, không có thì chơi như này cũng được không ạ? Không kiểu kia thì chơi kiểu này. Đấy. Thế luôn cho nó chịu. Đấy. Ok. Không kiểu kia thì cắm ở đây các bạn. Đây này mình cắm ở đây được mà cắm ở chỗ này không được. Có thể là do vướng cái cây. Rồi. Ok. Thế mình đang muốn làm cái lan can. Mình làm một cái kiểu mà một cái nơi lan can mình lắm cảnh ấy. Mình làm cái lan can ở đây. Mình có thể là đi ra mình ngắm cảnh. Tại vì chỗ này mình có thể ngắm sang cái ngọn núi ấy. Đây này. Nhưng mà chỉ sợ là nó bị mấy cái, chỉ sợ là mấy cái nhỉ. Khoan, chỗ này ghi ra nó có thể hiện ra nó cắn cái chỗ này của mình không? Mình sợ nếu mà mình không xây kín nhà là có thể bị ghi ra nó phá, nhưng mà mình nghĩ là chắc không sao đâu nhở, tại vì con ghi ra làm gì có chuyện mình đen được cái mức mà con ghi ra lên tận đỉnh. Con ghi ra thường nó không ở đỉnh đâu, nó chỉ ở gọi là gần ở chân núi hay là sườn núi thôi. Ơi mà có khi nào nó đi lên đỉnh núi nó cắn mình không? Nhức đầu nhỉ. Mệt thật đấy. Làm quả nhà trên đỉnh núi nghe mệt mỏi vơ lơ. Rất lằng nhằng quá. Rồi. Thôi mình cứ làm cái ấy đi à. Làm cái tường. Cứ làm cái tường đi. Mọi chuyện sẽ tính sau. Đừng lo. Quả nhà siêu rườm rà các bạn. Ông nào có thể hiểu được cái con mắt nghệ thuật của tôi nó hơi dị 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 không ạ? Đây. Đấy. Vẫn hơi thiếu đá nhỏ. Nó vẫn thiếu đá các bạn. Phá cái cửa này đi. Đấy, như này cho nó gọn. Ok, có lẽ là tập này mình dừng ở đây nha các bạn. Chứ mình đợi con này lâu quá. Chắc là đợi tập sau mình có gì mình bắt con khác các bạn. Tập sau bắt xong con này bắt con khác. Bây giờ con này mình đang bắt ở trong này mà. Bây giờ mình muốn thả một con khác vào đây ấy, thì nó sẽ đánh vào cái con này và con này nó sẽ bị mất level.
nó mất cái level ấy. Không không được. Mà con này đang xỉu thì mình không gấp nó được. Xuống và đang xỉu là chúng ta không gấp được đâu. Nó là như vậy nha các bạn. Thành ra mình cũng muốn bắt thú nhưng mà mình cũng không có bắt được quá. Thôi bye bye anh em nhá. Tập này lại rườm rà rồi các bạn. Bye bye. Ok.